Hello, xin chào cả nhà, đã trở lại video tiếp theo của Phúc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi xem một trận đấu rất đặc biệt, một trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha mọi người nhá. Ok, và quãng đường di chuyển của chúng mình thì sẽ là 100 km từ Dortmund đến Dusseldorf mọi người nhá. Ok, là bây giờ anh em đang trên đường đi đây. Và như thường lệ vẫn là bạn Phong đang lái chúng ta. Nay như nào em? Nay em ổn anh. À, nhưng mà tí nữa mình ra chỗ sân vận động Tiết Sở Tập ở gần đấy, có một cái sở VinFast mà em làm cho công ty ấy. Thì tí nữa mình ghé qua xong rồi mình chơi ở đấy tí, anh xem mấy cái xe với cả thể loại mới. Xong rồi lúc sau em sạc luôn xe ở đấy thì mình sẽ đi tiếp nhanh nhá. Ok là, tức là mình có một cái trụ sở em làm việc ở gần đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok, xịn nhờ mọi người nhờ. Đấy chưa, anh em VinFast làm việc mà bên Đức luôn, quá đã. Ok, thế thì anh em mình ghé một xíu xong rồi sẽ ra sân nhá. Vâng. Ok là... chỗ này là chỗ em làm việc à? Vâng, đây chỗ này em làm việc, em cũng đây là gần cái sân vận động của Düsseldorf. Ok. Nên em đi qua đây, đang sạc xe đằng sau kia, em định chỉ cho anh là cái sở chỗ này nó nhìn kiểu gì. Ok mọi người, đây là VinFast tại nước Đức nha mọi người nha. Thế bây giờ sạc xe xong rồi anh em mình sẽ đi tiếp đúng không? Vâng, đúng rồi. Oh, hello. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hey. Oh, ok, thế vào đây chơi một xíu với cả các bạn ấy nha. Ủa anh em ơi, tự hào Việt Nam không? Ở nước Đức luôn nha. Niềm tự hào Việt Nam tại nước Đức luôn. VinFast. Thử xem. Yes. I love it. Đây là cái phòng VIP để tiếp khách để có thể là vào đây ký kết mua xe mọi người. Nhưng mà hôm nay chúng mình không mua xe, chúng mình cũng được vào đây. Rất là cảm ơn những người bạn từ VinFast để có thể trải nghiệm ngày hôm nay. Yes. Có thể đây ngồi đây làm việc thì làm nhiều thứ, làm đầy đủ hết mọi người, cà phê các thứ và đây trà chứ các thứ Việt Nam có hết đây. Và đặc biệt là đặc sản rượu VinFast thì các bạn chắc chắn là chưa từng, mình nghĩ các bạn chưa từng thử bao giờ chai này. Chai này mình chắc các bạn chưa từng thử luôn. Đây, chai rượu VinFast đây. Đặc sản quê mình. The first time I see it. You can choose one and I will give you. Oh, really? Oh my god. Như vậy bạn ấy tặng mình một chai. Ok. That's my gift. Trời ơi, quá quê. Chẳng mấy khi chai rượu quê. Đây là cái view từ trên gọi là tầng 2 nhìn xuống mọi người nha. Có thể thấy các chiếc xe dưới này rất là đẹp luôn. Ở đây là một cái phòng họp mọi người ạ. Có một cái tivi rất là lớn và có thể là chúng ta sẽ côn với nhau từ tất cả các nước với nhau, từ Pháp sang Đức rồi Việt Nam khắp mọi nơi để có thể là làm việc cùng với nhau. Yes. I love this. Yes. Can you say hello Việt Nam? Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào. Chào Việt Nam. Is a hello Việt Nam. Okay. Xin chào Việt Nam. Ở đây là một chiếc xe VinFast lưu động mọi người nha. Chắc là chiếc xe này có thể là đi để có thể là sạc pin cho cứu hộ đây. Rồi rất là nhiều thứ đây, nên là trong này có rất nhiều cái cục sạc phát này. Đấy. Ngồi đây cảm giác như kiểu mình đang là một cái người kỹ sư của VinFast đấy mọi người ạ. I have a gift for you. Oh, this is from Vietnam. Yeah, you can try. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bao tiền em? 24 đồng mọi người. 24 tức là khoảng mấy tiền nhỉ? Nên 27 hơn 500.000 tiền gửi xe. Em mới biết là gửi xe nước Đức đắt như nào anh em thấy không? Gửi xe thì nó bỏ mất 500.000. Ở Mỹ Đình mình gửi mất 100 nhỉ? Đắt gấp 5 lần Mỹ Đình. Ok chưa? Vừa mới đến cổng sân thì thấy ngay anh em Albany rất biết chơi luôn. Tay cầm loa JBL, túi đút hai cái chai bia. Trời ơi, đúng là một dân chơi đích thực. Đây là cái lối vào dành cho phóng viên mọi người nhá. Đấy, những đơn vị có bản quyền này. Đấy, chúng mình sẽ đi vào đường này vào nhá. Đang xếp hàng cùng các bạn là phóng viên nước ngoài đây. Đây nhá mọi người nhá, bên trong sân nhá. Uầy, cảm giác sân này khổng lồ ấy mọi người ạ, nhìn này. Quá to luôn. Và được bao quanh bởi một cái hàng rào rất là nhiều các cái tấm thép ấy. Tại vì thật ra ở đây là gần sân bay nên là họ dùng cái này để có thể là cách âm. Đấy, cho sân bay nó đỡ ồn ảnh hưởng sân bóng bên trong. Rất đẹp luôn. Đây sẽ là khu vực của media mọi người nhé. Đây là cái lối vào đây. Đấy, chúng mình sẽ vào đây. Thì wow. Rất đẹp mọi người nhá, toàn cảnh sân Düsseldorf đây mọi người ơi. Đấy. Đây là khu vực chúng mình sẽ ngồi tác nghiệp, sẽ có nơi sạc pin này, cắm điện các thứ luôn. Ok không? Đấy. Thank you.
mọi người ơi, và bây giờ trận đấu bắt đầu rồi mọi người nhé. Sau 4 phút trôi qua thì tỷ số đã là 0-0. Phải nói là một bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt tại Düsseldorf lúc này. Thậm chí bên cổ vũ của Armani còn đốt pháo sáng anh em ạ. Đây, hai anh em mình đang quay đây. Đấy. Thật sự thì cũng muốn quay về sân, nhưng mà vì vấn đề bản quyền nên là khi mà đá thì chúng tôi quay về sân anh em nhé. Nên là sẽ cùng Phúc trải nghiệm một không khí ở đây. Ok là anh em. Thẻ thì mới lấy được anh em ạ. Hy vọng ở trận đấu tới thì mình sẽ tăng được anh em xem được nhiều thứ hay ho hơn từ buổi tập và mọi thứ nhé mọi người. Hôm nay thì đội hình Tây Ban Nha, những người tên mà hay nhất, mình mê nhất như là kiểu Nico William này hay là Yaman đều không ra sân. Hơi buồn anh em ạ. Nhưng mà nãy có một pha mình thấy là Yaman có một pha tập luyện sâu kim cực kỳ hay luôn. Thì nữa mình ghép lại cho anh em xem thử. Đẳng cấp lắm. Hôm nay thì mình đoán là Tây Ban Nha sẽ thắng 1-0. Anh em xem thử đoán đúng nhá. Chỗ mình ngồi là chỗ cho phóng viên. Đây. Những ảnh gia của các nước đang chụp ảnh ở đây. Đấy. Và có bạn khác đang quay phim ở đây, rất đông. Đấy. Khu này cũng rất là đẹp. Nó nằm ở ngay giữa sân mọi người nha. Rất đẹp luôn. Anh em thấy mờ mờ không? Tại vì đang có đốt pháo sáng và xong ở bên kia nên là nó rất khói. Đây có rất nhiều các bạn phóng viên khác. Các bạn có những phóng viên đến từ Hàn Quốc, rất dễ thương. Bạn này xem 5 trận rồi mọi người ạ. Tại vì sao mình biết 5 trận? Bởi vì bạn ấy có 5 cái vòng của 5 cái màu khác nhau trên cái ba lô của bạn ấy. Đấy, còn mình mới xem 1 trận thôi mọi người thấy không? Có mỗi 1 cái vòng. Người ta có tận 5 cái vòng luôn. Đấy, nghe thấy không? Lúc này thì là phút thứ 37 rồi và tỷ số đang là 1-0 nhưng về Tây Ban Nha. Mọi người ơi, bây giờ chúng mình sẽ lên đường trở về thành phố Dortmund nhé. Tức là mất khoảng tầm 100 km. Thì đấy, bây giờ anh em mình chúng mình trận đấu vừa mới sắp kết thúc thì chúng mình quyết định phải chạy ra trước, thì không thì sợ tí nữa không về được ấy. Đấy, và bây giờ đang lấy xe ra thì ở đây mọi người đỗ siêu siêu sát sẵn sạt luôn ấy. Đấy, nên là chúng mình đang giật đi giật lùi ấy. Bây giờ đi giật lùi anh em ạ. Giật lùi có thể là qua bãi xe này. Đấy, lúc này thì Trung Dương đã bắt đầu lái xe VinFast anh em nhé. Ở nhà thì mình cũng có một chiếc VinFast, đó là VinFast Lux SA mọi người ạ. Cũng to khoảng ngang ngang con này nhỉ, to một tí nhỉ. To một tí so với con VF8 này. Đấy, đánh lái đỉnh luôn. Trời ơi, xuất sắc em. Sắp ra được rồi. Cho anh Phúc lái chắc phải 20 phút. Ừ, đúng thật, anh mà lái 20 phút để ra được chỗ này. Hành trình ngày hôm nay cũng khá là thú vị. Đến được sân cũng xem được một chút. Tiếc là chúng mình chưa lấy được có một cái trong cái thẻ ấy. Nó có một cái thẻ phụ nữa. Cái thẻ phụ nữa và xong có hai thẻ phụ. Một cái thẻ phụ và xong của chúng mình là thẻ vào sân. Còn một cái thẻ nữa là thẻ khu vực mix zone ấy, là gặp cầu thủ ấy, thì chúng mình chưa xin được. Tại vì bên bản quyền Viettel ấy, họ đăng ký muộn quá. Tức là bạn ấy nói với mình là các đơn vị khác đăng ký trước 5 tháng rồi, mà lúc ấy Viettel có bản quyền hơi chậm ấy, nên là các bạn ấy cũng chưa có kinh nghiệm. Hy vọng là những vòng sau thì chúng mình có thể là tác nghiệp nhiều hơn cho anh em xem nha. Nhưng không sao cả. Nói chung là cái khó thì hả? Không ra được. Bình tĩnh. Chết rồi, đằng sau nó có một cái cái sắt à. Bình tĩnh. Trời ơi anh em ơi. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách ra sớm nhưng mà chết rồi, nó có sắt à? Xích. Tháo đâu? Bên này sao? Thì tôi nghĩ những cách. Mày được. Ok luôn. Trời ơi. Hành trình nào cũng rất gian nan nhưng không sao cả. Thì chúng ta đã có VinFast. Ok em ơi, lùi lên. Tuyệt vời mọi người ơi, đấy mọi người thấy không? Không đơn giản. Lùi đi chung ơi. Đấy. Không có gì là đơn giản cả nhưng mà may đấy. Ôi sao anh tưởng là không tháo được cái kia thì có khi là mình phải lách đi như hướng khác. Vẫn vừa mà. Ok, lùi đi em. Ok, lùi. Đấy.
Đây mọi người nhìn cả con đường mà chúng mình vừa lùi từ đằng kia nhá. Lúc này bên này là khoảng tầm 10 rưỡi tối mọi người nhá. Nhưng mà trời vẫn còn vẫn sáng mọi người, trời vẫn kiểu như kiểu là hoàng hôn ấy. Ở đây là gần sân bay của Düsseldorf nên là máy bay bay rất nhiều luôn. Khoảng tầm 1 phút là có máy bay bay qua. Ok. Hơi sát cái gương này hơi sát. Sang bên này đi, sang bên này đi. Hoặc là em cụp gương lại. Từ từ. Nó vẫn vừa cái gương này. Sang tí nữa. Để xem. Sang đây đi, sang bên này tí nữa. Sang một tí nữa. Em phải sang một tẹo nữa này. Tại vì bên này là cái gương nó đang sát. Vẫn từ từ, vẫn dính gương. Sang một tí nữa. Cục gương được không? Cục gương lại được không? Nó đang bị chạm gương này. Gương của mình gặp lại. Gặp gương này lại đi. Nó đang bị chạm này. Sát thật sạt luôn rồi. Wow, đây mọi người nhìn này. Ok. Rồi. Xuống dưới xin nhan. Cứ thẳng đi, Ok là ngon rồi. Ok. Ngon rồi. Lại có một cái bay qua anh em ạ. Liên tục. Rồi. Bây giờ lại còn phải đánh lùi đây mọi người thấy không? Mọi người mình phải đánh lùi bên kia tại vì vừa xong là ở đằng này ấy, nó có cái dây móc bên này nữa này. Chúng mình đang lùi ra. Ok luôn. Từ từ. Rồi. Hoàn thành thử thách ngày hôm nay. Tang. Chúng tôi quyết định cấp bằng lái quốc tế cho Trung Dương. Rồi. Hôm nọ thì trước khi đi sang Đức thì chúng mình đổi bằng quốc tế rồi. Mình ở Trung Dương đều có bằng quốc tế anh em nhé. Nhưng mà nói chung là Trung Dương thì lái tốt hơn mình. Mình lái cũng gọi là hơi cùi xíu. Nói chung đủ đi, nếu mà cần đi thì mình vẫn lái được. Rồi, xuất sắc. Ok. Giờ thì hoàn thành thử thách và chúng mình sẽ lên đường trở về Dortmund nhé. Ok anh em. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà thấy hay thì đừng quên là dành một nút like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình ở những clip tiếp theo để chúng mình có hành trình thú vị hơn nữa. Nói chung là cuộc đi này thì khá nhiều trắc trở nhưng mà rất là hay. Không có trắc trở thì làm nhiều chuyện mà kể cho mọi người xem. Nói gì đi em, im lặng đi. Tức là kiểu không muốn nói gì nữa anh em ạ. Đấy, không sao nhỉ, cuộc sống mà. Mọi người không muốn nói gì nữa thì coi như là mình là cái người tương trực tiếp cho anh em xem cái hình ảnh ở đây nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.